Amidan là các hạch bạch huyết nằm ở hai bên phía sau họng. Đây là hệ thống phòng vệ đầu tiên của hệ miễn dịch và thường đóng vai trò thanh lọc các vi khuẩn hoặc virus muốn xâm nhập vào cơ thể thông qua đường mũi hoặc đường miệng. Viêm amidan thường xảy ra khi tình trạng nhiễm khuẩn hoặc virus trở nên quá tải, làm chúng sưng lên và viêm. Viêm amidan có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em. Những dấu hiệu chính của viêm amidan bao gồm đau họng, amidan sưng, tấy đỏ, các mảng trắng bám ở amidan, khó nuốt, nuốt đau, đau đầu, sốt, sưng nề hạch bạch huyết, viêm thanh quản. Viêm amidan không điều trị có thể làm cho amidan sưng nề quá mức và cản trở đường thở. Mủ từ các amidan nhiễm trùng sẽ tích lũy ở các mô mềm xung quanh, gây đau họng và cần thiết phải được điều trị để ngăn biến chứng nguy hiểm.